Công ty mẹ Google phải cắt giảm 12.000 nhân viên do kinh tế suy thoái. Tưởng chỉ có con người bị sa thải, nhưng không, hơn 100 robot cũng bị cho thôi việc. Trong khi con người đang sống trong lo lắng vì có thể một ngày nào đó robot có thể thay thế mình, nhưng hóa ra robot cũng sẽ bị sa thải giống như con người mà thôi. Được biết, sau khi sa thải 12.000 người, công ty mẹ của Google, hãng Alphabet cũng đã sa thải hơn 100 robot của họ do đội ngũ nhân sự vận hành đã bị đóng cửa. Hiện tại, các robot này đang làm việc dọn dẹp bàn cà phê, phân loại rác và đồ tái chế, đóng mở cửa cho người ra vào tại văn phòng công ty và trong tương lai sẽ phục vụ cho mọi nhu cầu, hiệu lệnh của người dùng. Được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm X Moonshot từ năm 2022 với mục đích chế tạo các robot AI chạy trên mô hình ngôn ngữ lớn tương tự như công nghệ đằng sau ChatGPT hiện nay và được tạo ra để làm các công việc trong gia đình. Theo tìm hiểu, dự án Moonshot X đã lỗ đến khoảng 6,1 tỷ USD. Cùng với việc lợi nhuận của Alphabet lao dốc nên cắt giảm là khó tránh khỏi. Có thể nói, nỗi lo suy thoái kinh tế là vô cùng áp lực mà không chỉ gây áp lực lên mỗi con người, thêm cả robot cũng bị ảnh hưởng.